Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đồ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc toàn thể quý khách có một buổi tối thật vui bên gia đình thân thương của mình ạ. Clip này thì em sẽ lên cho mọi người những cái mã sản phẩm áo thun thể thao. Chúng ta sẽ có những một vài mẫu cổ tròn như thế này và còn lại là toàn cổ bẻ nha mọi người. Chúng ta sẽ có những cái chất liệu như là thun thể thao và cốt tông ạ. Đấy là hai cái chất liệu chính trong cái lô hàng này ạ. Và ngày hôm qua thì em đã lên một lô rồi, cũng bán gần hết rồi, còn sót 2-3 mã thôi. Thì ngày hôm nay em lên một cái lô hoàn toàn mới nha. Đây là những cái sản phẩm hoàn toàn mới. Tất cả những cái thông tin thông số em sẽ ghi một cách cực kỳ chính xác bên phía trái góc màn hình đây. Gồm chiều dài áo này, chiều ngang áo, độ rộng vai này và size của áo kèm với giá bán luôn. Giá bán thì em sẽ phụ thuộc vào cái độ mới của áo này, cái thương hiệu này và cái kiểu dáng và mẫu mã nha. Và cái số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi bên phía phải đây. Mọi người có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo. Cái hình thức mà đặt hàng đơn giản và chính xác nhất thì mọi người cứ điện cho em đi. Cứ điện cho em hoặc kết bạn Zalo nha. Gửi cho em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin đóng gói và ship hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Và một lưu ý rất là đặc biệt ạ. Tất cả những cái đơn hàng của bên em đều là hàng chính hãng và khi mọi người nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Bởi vì ngày hôm qua em có một cái đơn hàng mà shipper không cho khách xem hàng mà khách cũng không điện về cho em, thì em rất là xin lỗi anh khách đó nha, rất là thông cảm cho bên em. Bởi vì tất cả những đơn hàng của bên em đều được kiểm tra hàng hết nha. Đôi khi shipper họ quên đấy ạ, họ không cho khách xem hàng mà khách cũng không điện cho em luôn. Thì qua cái video này thì em cũng rất là chân thành xin lỗi anh nha. Đây, em vào sản phẩm đầu tiên này. Mà S1 thì em có một con áo thun của Nike, con này thì kiểu form của áo bóng đá nha. Con này màu trắng và được dập cái logo của Nike được thêu rất là đẹp nha. Logo Nike được thêu nha. Những cái này thì nó dập bằng ép nhiệt thôi, nhưng mà logo được thêu 100% ạ. Con này độ mới thì cũng rất là cao, nhưng mà đây nó dính một vết bẩn đây. Cái này là dính vết bẩn của vết bẩn bụi nha, chứ không phải là vết bẩn của bị ố đâu. Nên cái này mọi người về giặt lại giúp em là nó sẽ sạch và nó như một chiếc áo mới thôi. Mã S1 này, con này tầm size L giúp em. Con này size L nha, 70 cho tới 75 cân, một áo chính hãng của Nike rất là đẹp ạ. Tiếp theo thì em có một con Nike màu đen nha, con này cổ tròn dòng chạy bộ nha, Nike Running chạy bộ này, con này màu đen, chất thun thể thao, rất là mềm và mịn này. Mấy con này các anh mặc chơi thể dục thể thao, mình mặc vào buổi sáng, mình chạy bộ, mình tập thể dục, nó rất là hợp lý nha. Độ mới cũng rất là cao, không lỗi lầm gì đâu ạ. Tất cả những cái sản phẩm ở đây bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi, nếu có lỗi dù là lỗi nhỏ nhất thì bên em cũng sẽ báo nha. Và những cái con lỗi thì em sẽ để với mức giá là 99.000, mọi người cứ yên tâm ạ. Còn con nào mà em không báo lỗi thì cứ mặc định nó đẹp và nó mới nha. Rồi, có một con Nike đen này, dòng running nha, dòng chạy bộ nha. S2 con này tầm size L. S3 thì em tiếp tục có một con Nike nha, con này thì tầm size XL, 2XL, con này thì phải 80 cân đổ lên thì mặc mới vừa nha, 80 cân đổ lên này. Con này phối màu của nó cũng siêu đẹp và cái chất thun thể thao của con này đặc biệt nó rất là dày nha. Và con này em bán cũng chỉ có 150.000 thôi, 80 cân đổ lên mặc giúp em nha, mã S3 này. S4 thì em sẽ lên một con áo bóng đá chính hãng của Adidas và là của câu lạc bộ Bayern Munich nha. Một cái con này cũng rất là giá trị nha. Nhưng mà con này thì size nó nhỏ thôi, size này thì cho em bé từ 25 cho tới 30 cân nha. Nên anh chú nào mà có con hoặc có cháu thì có thể mua con này về tặng cho nha. Con này nó rất là giá trị nha. Một con áo đá banh chính hãng, áo đá bóng chính hãng của Bayern Munich, logo Adidas và logo của Bayern được thêu rất là đẹp ở đây này. Con này nếu mà mua mới thì giá nó phải 1.5-2 triệu một con chứ nó không có rẻ đâu nha. Đây là hàng chính hãng ạ. 25 cho tới 30 cân nha. Con này độ mới như một chiếc áo mới luôn. Con này 200.000 thôi. À 230.000 ạ. Mã S4. S5 thì em có một sản phẩm áo thun của thương hiệu Adidas này. Con này thun thể thao độ mới thì như một chiếc áo mới nha. Con này siêu mới luôn. Nó như một chiếc áo mới luôn. Những cái sản phẩm như thế này mọi người được nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha. Rồi, con này size L mã S4. Size L mà S4 độ mới như một chiếc áo mới này. S5 thì em có một con Nike và đây là dòng Nike Gold nha. Con này cũng chất kiểu thun thể thao này và cái phối màu của nó cũng rất là đẹp này. Và đây là dòng Nike Gold nha, một con Nike Gold chất thun thể thao này, siêu dày nha. Nó phối đẹp lắm ạ. Nó chỉ có một cái logo của Nike Gold ở bên phía cánh tay này thôi. Đây. Cái phối của nó đây, em sẽ zoom cận cảnh cái phối cho mọi người xem này. Đẹp chưa? Một sản phẩm chính hãng của Nike nha. Con này phối màu sọc rất là sang, phù hợp với các anh nào mà trung tuổi một chút. Nhưng mặc mấy con này thì nó rất là nhã nhặn nha, rất là lịch sự. Mã S6 nha, con này tầm size XL, size 2XL, phải 80 cân đổ lên nha. Con này cũng 80 cân đổ lên mặc giúp em này. S7 thì em có sản phẩm của thằng Fideout này, Fideout này, một sản phẩm chính hãng của Fideout nha. Mã S7, chất thun thể thao, phối màu cũng rất là thể thao luôn, siêu đẹp nha. Con này phối đẹp lắm ạ, chất thun thể thao, mặc mấy con này các anh mặc là cảm giác nó mát lạnh nha, nó rất là mát luôn. Con này size M, Fly Down, mà S7 size M. S8 thì em có một con Golden Beer size M, con này thì chất cốt tông nha.
một con custom của Golden Beer, con này độ mới như một chiếc áo mới luôn, hàng mới khui, tất nhiên nó sẽ phải nhăn nha, nhưng mà độ mới thì em cam kết là rất là mới. Con nào mà có lỗi mà con nào mà bị cũ thì em cũng sẽ báo, mọi người cứ yên tâm. Con nào em không báo, mọi người cứ mặc định là độ mới trên 90% nha. Một con Golden Beer chính hãng nha, có túi trước ngực logo Golden Beer thêu rất đẹp này, nhìn cái cổ là biết áo mới đúng không ạ? Con này size L nha, size L giúp em. Nhưng mà kiểu con này thì dành cho những anh nào mà có cái cơ thể nó gọn gàng nhá, mấy anh bụng bự mà con này thì có thể là chặt đấy ạ. S8 con này size L. S9 thì em có một con Phantom này, một con Phantom với cái phối màu siêu đẹp luôn. Đây, phối màu rất là thể thao nha. Đó, mấy cái sản phẩm như thế này các anh mình mặc ở nhà cũng đẹp, mình mặc đi chơi cũng đẹp, mình mặc chơi thể thao nó cũng hợp luôn. Logo của Phantom nó dập rất là đẹp ở đây này. Và cái phối màu của nó cũng rất là sang nha. Đó. Con này thì nó size L giúp em nha. Con này size L 70 cho tới 75 cân. 70 75 cân mặc con này giúp em nha. Chất thun thể thao co giãn mặc cực kỳ mát nha. Con này mã S9. S10 thì em có một con Pad nha, một con hàng hiệu của Pad này, con tê giác. Các anh nào mà chơi con này hay con này thì bán, con này bán cũng rất là nhiều rồi và rất nhiều người thích cái dòng này này. Chất nó là chất, con này chất chất thun thể thao co giãn nha, và nó cái chất của nó rất là dày nha. Đây. Cái thương hiệu này cũng rất là nhiều người thích đây ạ. Đây. Con này độ mới cũng rất là cao, có túi trước ngực và phối màu của nó cũng rất là sang nha. S10 size L. S11 thì em có một sản phẩm của Polo Ralph Lauren nha. Polo Ralph Lauren này. Con này size L nha, size L. Con này em tư vấn 70 cho tới 75 cân. Con này chất cotton 100% và đây là cotton mịn nha. Cotton mịn này. Polo Ralph Lauren này. Con này nó có một lỗ nhỏ là phía sau nó có một lỗ nhỏ rất là một lỗ thủng rất là nhỏ ở phía sau đây. Đây, con này em để 99.000 thôi nha, 99.000 Polo Ralph Lauren, nó chỉ có lỗ rất là nhỏ ở phía sau thôi. Và nó cũng bị cái cổ áo này nó che rồi, lỗi không đáng kể đâu. 99.000 mọi người mua về mình mặc đi làm được, mặc đi chơi cũng được, không sao cả. S11 này. S11 size L. S12 thì em có một con Adidas nha. Con này thì độ mới cao, không lỗi lầm gì đâu. Độ mới cao không có lỗi lầm gì đâu ạ. Rất đẹp nha. Con này trên thông số để size 100 này, có một cái logo của Adidas ở đây. Mà S12 con này tầm size L nha. S12 trên thông số nó để là size 100 đấy thì nó tầm size L nha. S12. S13 thì em có một con Filago size 110 thì nó rơi vào tầm size XL nha. Nó tầm size XL này, một con Filago. Phối rất là đẹp này. Logo của Fila ở đây. Con này độ mới cao nhưng con này có lỗ nhỏ nha. Con này ở phía dưới nó cũng có một cái lỗ thủng nhỏ ở đây. Thì con này các anh nào mua về thì mình có thể lên like nha. Mình lên like vào ngay cái chỗ này luôn. Hiện nay cái chỗ này luôn thì nó thành một chiếc áo hoàn thiện nha. Con này có lỗi thì em cũng bán 99.000 thôi. Mà S13. S14 thì em sẽ lên cho mọi người một sản phẩm của thương hiệu The North Face này. Một con The North Face chất thun thể thao này, chất thun lạnh đây nha. Nếu mọi người mặc lên người nó sẽ rất là mát. Và logo của The North Face cũng được thêu. Logo The North Face được thêu 100% nha. Size 105 nha. Size 105 thì tầm size L đấy ạ. S14. S15 em có một con Nike Made in Bangladesh. Con này chất cốt tông nha, Nike chất cốt tông ạ. Logo của Nike được thêu ở đây, chất cốt tông rất là dày dạn nha, độ mới cao. Con này trên thông số nó để size M, nhưng mà là size M Âu thì nó tương đương với size L và size XL của châu Á này. Con này thì tầm phải size XL bởi vì cái vai nó hơi rộng nha, cái vai nó hơi rộng. Con này thì 75 đổ lên, 75 cân đổ lên mặc giúp em. Tiếp theo em có một con Wilson này, một con Wilson cũng rất là đẹp, phối màu xanh, với màu xanh nước biển, một sản phẩm chính hãng của Wilson. Mấy cái dòng thể thao nó để chơi môn bộ môn quần vợt đây này, con này cũng lỗi rất là nhỏ thôi. Đây, nó có một cái vết xước. Một vết xước nhỏ rất là nhỏ ở đây thôi, nhưng mà con này cũng bán chỉ 99.000 thôi. Nè, con này 99.000 thôi. Wilson size M. Tiếp theo em có một con cốt tông của Puma này, con này thì phối siêu đẹp nha. Con này cũng gần như nó đẹp nhất ở trong cái lô hàng này rồi. Con này chất cốt tông 100% nhưng nó là cái cốt tông mịn nha, cốt tông mềm nha. Các bác hoàn toàn mình có thể mặc chơi thể thao luôn nha. Con này chất cốt tông rất là dày. Con này size L giúp em ạ, mà S17 này. Puma rất đẹp nha. S18 em có một con Golden Beer. Golden Beer con này cũng size L luôn. Golden Beer thì bán nhiều rồi, không giới thiệu nhiều nha. Con này chất cốt tông nha. Đây, logo của Golden Beer được thêu này. Tiếp theo em có một con Made in Italy nha. Của thằng Polo Shirt này. Made in Italy. Một con hàng rất là hiếm này. Made in Italy. Một sản phẩm của Ý nha. Và cái chất của thằng Ý nó làm lúc nào cũng khác biệt nha. Sờ rất là mịn, rất là thích. Con này độ mới cao, độ mới hoàn hảo và cái phối màu của nó cũng siêu đẹp luôn. Phối màu này là phối màu siêu đẹp luôn nha. Con này nó bị bẩn một chút ở đây, về tự xử lý giúp em nha. Và em cũng sẽ bán với cái mức giá cực kỳ ok này. Nó dính một vết bẩn ở đây. Về giặt được, vết bẩn này chắc chắn là giặt được nha. Không giặt được thì báo cho em đổi lại cho áo khác nha.
yên tâm đi, con này độ mới cao ạ. Con này bán 180.000 thôi, lỗi nhỏ, vẫn phải giảm giá nha, S19 size L. S20 thì em có một thằng Harley Hassan này. Con này thì một sản phẩm của thằng Đan Mạch nhé. Đây, nó có lá cờ của Đan Mạch đây, một thương hiệu thời trang của thằng Đan Mạch. Thằng Đan Mạch hay là thằng gì ấy, em nói nhầm thì mọi người bỏ qua nhé. Harley Hassan này, Đan Mạch à, đúng không? Cờ Đan Mạch đúng không ạ? Này, phối rất là đẹp, chất thun thể thao, phối màu xám lông chuột rất là đẹp nha. Siêu đẹp luôn ạ. Con này 180.000, con này size L, S20. S21 thì em có một sản phẩm của thằng Victor này, con này hình như là bóng bàn hay này, hay là cầu lông gì đây. Con này chơi bóng bàn hay là chơi cầu lông gì đây. Phối màu rất là thể thao luôn nha. Con này size L mà S22, không có gì giới thiệu nhiều. Cái phối màu thì nó siêu đẹp và chất thun thể thao này. Ngày hôm nay thì em lên nhanh thôi. Tiếp theo có một con tôm mì này, một con tôm mì S23 size L, một con tôm mì S23 chất cốt tông 100% nha. Con này độ mới thì nó cũng khá là ok nha, nó không có mới quá đâu, độ mới khá ok. Cái chất vải cốt tông mịn không lỗi lầm gì đâu. Con này bán 130.000, các bác hoàn toàn thì có thể mình mặc đi chơi đi uống cà phê vẫn rất là đẹp. Hàng mới khui nên hơi nhanh nhưng mà độ mới thì nó vẫn rất là ok. Mọi người cứ yên tâm đi. Những cái con nào mà bên em chưa xử lý, chưa là thì chắc chắn bên em sẽ bán với cái giá nó rẻ cho mọi người có thể mua nha. Tiếp theo em có một con A3 chốt này, con này phối cũng rất là sang đó. Cũng chất kiểu thun thể thao này, co giãn nhẹ nha. Không, con này chất cốt tông rồi, nhưng mà nó kiểu cốt tông mịn, cốt tông thể thao ấy nha mọi người. Đây, phối rất là đẹp nha. Con này bán bao nhiêu đây? Con này bán 150. Mặc S24 size M. S25 thì tiếp tục em có một con tê giác của thương hiệu Pat nha. Đây. Tê giác thương hiệu Pat đấy ạ. Logo của nó đây. Chất thun thể thao độ mới rất là cao luôn nha. Độ mới siêu cao, phối màu xám lông chuột, kẻ sọc kẻ mờ này, sọc kẻ mờ. Con này mình mặc đi tiệc cũng rất là sang nha. Chất thun có giãn, mặc cực kỳ mát luôn. S25 200.000 thôi. S26 thì có một thằng của Skelido này. Con này size M với màu trắng cũng rất là sang luôn. Đơn giản thế này thôi. Đó, nó là một con áo thun chất thể thao nhưng mà đặc biệt ở sau này. Ở sau nó phối rất hay nha. Con này khi mà các anh mặc lên người thì nó sẽ ra những cái họa tiết như này. Đấy nha. Đó, bình thường như thế này nha. Khi mà các anh mặc áo lên người nó sẽ ra những cái họa tiết như này. Đẹp chưa? Một thiết kế rất là đặc biệt luôn. Con này bán 150.000 thôi. Con này tầm size S, size M 50 cho tới 55 cân thôi. 50 cho tới 55 cân thôi. Rồi, và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong cái lô hàng này rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người ạ.